Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Top Sao Hoa. Và ngay sau đây hãy cùng chúng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày. Bên cạnh những bộ phim đại bạo trong năm qua thì năm 2019 cũng chứng kiến những tác phẩm bị đánh giá là tệ. Ban đầu thì những bộ phim này được tuyên truyền rất nhiệt tình và bản thân bộ phim cũng có những át chủ bài hút khán giả. Tuy nhiên thì sau tất cả lại trở thành bom xịt đáng thất vọng. Và sau đây hãy cùng Top Sao Hoa điểm qua 10 bộ phim được đánh giá là tệ nhất trong năm 2019 vừa qua. Vị trí thứ 10, Thanh Xuân Đấu. Nhiều khán giả đến với Thanh Xuân Đấu trước hết là vì đạo diễn Triệu Bảo Cương, bởi lẽ ông từng chỉ đạo thành công những phim chính kịch như là Thanh Xuân Của Tôi Ai Làm Chủ, Phấn Đấu. Cá nhân đạo diễn Triệu Bảo Cương cũng khen ngợi diễn xuất của Trịnh Sảng, nên thuở ban đầu công tác tuyên truyền phim rất hiệu quả, mọi người đều ngóng chờ để xem năm cô gái trong đây trải qua thời thanh xuân như thế nào. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, diễn xuất của át chủ bài Trịnh Sảng tiếp tục bị phê bình, tạo hình của cô cũng không cải thiện nên đánh giá dư luận không mấy cao. Những tưởng phim có thể dựa vào nội dung Phấn Đấu xây dựng sự nghiệp để gây chú ý, nhưng sau cùng tất cả chỉ quanh quẩn và chuyện tình yêu chẳng đâu vào đâu. Phim chỉ nhận được 4,7 điểm trên trang đánh giá Douban. Vị trí thứ 9, Chúc Mộng Tình Duyên. Lần hợp tác thứ 3 của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch có vẻ chưa đạt được thành công lắm khi điểm Douban cho Chúc Mộng Tình Duyên chỉ có 4,7 điểm và trong đó thì lượt đánh giá 1 sao cũng chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Bộ phim dân quốc này bị chê về nội dung lê thê, chỉ một khía cạnh huynh muội nhận nhau lại kéo dài suốt 20 tập phim, tiết tấu quá chậm, không tập trung vấn đề chính, biến một tác phẩm 60 tập như một cực hình. Đặc biệt, phim về đề tài thanh xuân truyền năng lượng tích cực, nhưng một Dương Mịch 33 tuổi và một Hoắc Kiến Hoa 40 tuổi hoàn toàn không phù hợp với những thiếu niên tươi trẻ. Khán giả cũng không thấy nói nhiều về nghề nghiệp kiến trúc, mà hầu hết đều là tình yêu và thù hận giữa nam nữ chính. Đây có lẽ là lý do vì sao quá trình chuyển đổi hình tượng màn ảnh của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch chưa được suôn sẻ. Vị trí thứ 8, Người Bạn Thật Sự Của Tôi. Người Bạn Thật Sự Của Tôi được tuyên truyền rất nhiệt tình, khán giả cũng thích thú khi Đặng Luân, Chu Nhất Long, hai mỹ nam đại bạo năm 2018 lại kết hợp với nhau. Tuy nhiên, phim chưa đủ lực để giữ chân mọi người theo dõi khi rating trên hai đài truyền hình Đông Phương và Chiết Giang cộng lại chỉ vỏn vẹn là có 0,7%. Lý do vì phim lấy đề tài kiến trúc, bất động sản, mua bán phòng nhưng rất nhiều tình tiết làm chưa đến nơi đến chốn, không dựa vào căn cứ thực tế, lời thoại cũng sáo rỗng chung chung mà không đi sâu vào chuyên môn. Nhưng quan trọng hơn hết là phim được quảng bá là đề tài dốc lòng vì sự nghiệp khó mà gặp được trong dòng phim quốc sản, rốt cuộc lại đi theo mô típ cũ rích về tam giác tình yêu. Xếp hạng 7 là Thính Tuyết Lâu. Ngay cả những phim sở hữu ông hoàng bà chúa lưu lượng cũng không cứu nổi bộ phim huống hồ Thính Tuyết Lâu mời Tần Tuấn Kiệt và Viên Băng Nghi làm nam nữ chính. Ngay từ khi thúc đẩy tuyên truyền phim đã không mấy nhận được sự chú ý, đến khi công chiếu phim lại càng bị đánh giá là tệ hại vì khai thác cốt truyện quá thông thường. Hai phái chính tà tranh đấu nhau, nam chính trong quá trình báo thù cho mẹ thì nảy sinh tình cảm với nữ chính. Đã nói khán giả không thấy ân oán cừu hận giang hồ đã đành, tình yêu cũng không diễn đạt đến nơi đến chốn, không biết đạo diễn đang cho khán giả xem cái gì. Phim chỉ đạt 4.4 điểm trên trang đánh giá Douban. Vị trí thứ 6, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Làm lại từ Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ năm 1992, nhưng trong khi tác phẩm kinh điển vẫn giữ nguyên số điểm là 9.1 điểm trên Douban, thì Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ của năm 2019 của Cúc Tịnh Y và Vu Mông Lung chỉ có 4,4 điểm, chẳng những không bứt phá mà còn tệ hơn. Khán giả chỉ thấy bộ đôi chính cố gồng để thể hiện vai diễn, màn kết hợp giữa trai xinh gái đẹp cũng không tạo ra cảm giác couple. Xếp hạng 5 là Nếu Như Có Thể Yêu Như Vậy. Một tác phẩm tập trung 3 vấn đề chính là ngược luyến, vì yêu sinh hận và mâu thuẫn thế tục. Thế nên Nếu Có Thể Yêu Như Vậy chỉ có thể hút khán giả là những người lớn tuổi, những bà mẹ gia đình mà không phải là khán giả trẻ. Đã nói tình tiết cẩu huyết, vợ của anh cùng chồng của tôi ngoại tình rồi tự tử, nhưng tôi không để tâm, chỉ muốn ở cùng anh đã khiến khán giả sôi máu. Thời đại ngày nay thì đối với chồng của đối tượng mà chồng mình ngoại tình, chỉ muốn kẻ đó biến khuất mắt, huống hồ lại tính đến chuyện yêu đương. Bản thân Lưu Thi Thi và Đồng Đại Vĩ đều có gia đình. Vị trí thứ 4, Chỉ Vì Được Gặp Anh. Tác phẩm được đánh giá là não tàn nhất năm vì theo mô típ anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích. Trong 2 tập, nam chính cứu nữ chính đến tận 2 lần. Khán giả nào đã đọc nát ngôn tình không cần xem cũng biết tình huống tiếp theo trong phim diễn ra như thế nào. Trương Minh Ân, Văn Vịnh San kết hợp cũng không tạo ra phản ứng hóa học gì đặc biệt nên tác phẩm kén người xem. Đến cả người đánh giá trên Douban cũng chỉ gần 4.000 người. Phim đạt 4,3 điểm trên trang đánh giá Douban.
Vị trí thứ 3, Độc Cô Hoàng Hậu. Độc Cô Hoàng Hậu nhận đánh giá tệ hại trên Duban khi chỉ có 3.8 điểm, phim không được chiếu trên truyền hình mà chỉ được chiếu mạng. Việc Trần Kiều Ân kết hợp giữa Trần Hiểu, Mỹ Nam đã có vợ con không đủ sức hấp dẫn lôi kéo khán giả. Bản thân Trần Kiều Ân cũng vấp phải nhiều bình luận tiêu cực vì không chịu chuyển đổi hình tượng. Là ngôi sao 7X hiếm hoi vẫn còn đóng phim kiểu thần tượng. Vị trí thứ 2, Mộng Hồi Đại Thanh. Nguyên tác Mộng Hồi Đại Thanh ra mắt độc giả trước Bộ Bộ Kinh Tâm, nhưng Bộ Bộ Kinh Tâm dựng thành phim sớm, tạo ra thành công vang dội đã khiến Mộng Hồi Đại Thanh trở nên lỗi thời khi phát sóng trong năm 2019. Kịch bản xuyên không còn là đề tài mới mẻ, diễn xuất của Lý Lan Địch và Vương An Vũ lại khá non nớt. Từ khi công chiếu đến nay, phim chỉ gây chú ý với tạo hình giống nô tỳ của nữ chính Lý Lan Địch. Đó là chưa kể gương mặt bầu bĩnh, dáng vẻ không mấy thon gọn của cô còn khiến nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Và đứng đầu trong danh sách những bộ phim tệ hại nhất năm 2019 đó là Phong Thần Diễn Nghĩa. Sản xuất từ năm 2015 nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay, năm 2019, tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa mới được lên sóng màn ảnh. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời khi đoàn làm phim lấy tên tuổi Đặng Luân để tuyên truyền, còn La Tấn Đình Đám của 4 năm về trước lại không được tung hô. Ngay cả Vương Lệ Khôn, ngôi sao của Mỹ Nhân Tâm Kế cũng bị khán giả bỏ quên và chê xấu. Tạo hình đát kỷ của cô không hợp với gu thẩm mỹ hiện đại, bị so sánh với Ôn Bích Hà, Phạm Bang Bang. Việc trở thành nữ chính với tam giác tình yêu cùng La Tấn và Đặng Luân cũng dính nhiều nhận xét trái chiều vì không có cảm giác couple. Phim chỉ đạt 3,3 điểm trên trang đánh giá Duban. Bạn đánh giá thế nào về 10 tác phẩm được coi là tệ nhất trong năm 2019 vừa qua? Hãy chia sẻ ý kiến của mình cho Top Sao Hoa để biết nhé! Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để tổng hợp những tin tức mới nhất có trong ngày.